Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Đảo Quê Tôi của mình. Hôm nay tiếp tục mình đi quay video cho bạn xem. Thời tiết hôm nay cũng đã khá là ổn định rồi các bạn. Mặc dù thời tiết khá là ổn định, tuy nhiên những chiếc ghe cào của Vũng Tàu vẫn còn đang trú gió, chưa thể ra khơi. Lúc này thì có khá là nhiều ghe Vũng Tàu tại đảo Phú Quý các bạn. Ngoài những chiếc ghe cào của Vũng Tàu thì còn có khoảng tầm 4 đến 5 chiếc là ghe cào của Quảng Ngãi. Như các bạn đang xem là hai chiếc ghe cào của Quảng Ngãi đang có neo đậu cách bờ biển ở đảo Phú Quý tầm khoảng 200m các bạn. Những chiếc ghe cào chiếc của Ninh Thuận cũng đang tranh thủ chạy về để mà núp gió đây. Chiếc này là ghe của Ninh Thuận các bạn, đang có chạy vận tốc khá là nhanh. Vâng, còn đây là ghe cào của Vũng Tàu hay là của La Di mình cũng không rõ nữa các bạn. Vì chạy khá là xa nên mình nhìn số hiệu nó không được rõ. Những ngày gần đây thì ghe cào của La Di với Bình Thuận khá là giống nhau. Còn những chiếc ghe cào của Vũng Tàu thì kiểu dáng này khá là hiếm thấy các bạn. Mình thường thấy các ghe cào Vũng Tàu kiểu dáng màu xanh lá cây hoặc là xanh biển mũi đứng má dài. Còn lại này thì những cái má ghe nó bung ra các bạn. Kiểu dáng khá là giống với ghe của Bình Định, khá là giống với ghe lưới của Bình Định và Phú Yên. Nên mình cũng không rõ đâu là cái phiên bản gốc của ghe Vũng Tàu các bạn. Vâng, còn đây là ghe cào chiếc. Ghe này là của La Di Bình Thuận này, được sơn màu xanh rất là đẹp. Chiếc này thì vừa mới vào trú gió ngày hôm qua các bạn. Ghe Bình Thuận tại đảo Phú Quý lúc này cũng khá là nhiều. Chủ yếu là ghe La Di các bạn. Ghe La Di và một số ghe lưới của Phú Hải Phan Thiết. Đây thêm một chiếc ghe lưới của Ninh Thuận nữa, cũng đang chạy về chuẩn bị neo đậu trú gió đây các bạn. Thì như mình đã nói, kiểu dáng ghe cào Vũng Tàu này rất là hiếm gặp. Nên mình cũng không rõ đây là cái kiểu dáng phiên bản gốc hay là của ghe cào Vũng Tàu lấy kiểu dáng của Bình Định về đóng lại các bạn. Hoặc là có thể mua ghe của Bình Định về, cũng giống như là ghe của La Di thì mua của Vũng Tàu về và thay đổi số hiệu nên kiểu dáng khá là giống nhau. Tiếp tục là một chiếc ghe cào chiếc nữa. Chiếc này cũng La Di bình thường luôn. Phía sau là những chiếc ghe cào của La Di luôn. Kiểu dáng rất là giống ghe Vũng Tàu các bạn. Rất là khó phân biệt luôn. Chỉ khác là số hiệu thôi.
Vâng, còn đây là ghi của Laji này. Chiếc này kiểu dáng là ghi Vũng Tàu luôn. Cũng đang có tranh thủ chạy về núp gió này. Thì mỗi vùng miền sẽ có những kiểu dáng ghi đặc trưng riêng. Như hai chiếc cào này là của Quảng Ngãi này. Ghi Quảng Ngãi thì má ghi sẽ bung ra. Còn Phú Yên thì hơi thon một chút các bạn. Còn ở Vũng Tàu thì khá là thẳng đứng. Vâng, còn đây là mẫu ghi của Ninh Thuận. Hai chiếc ghi cào của Ninh Thuận đã trú gió được 3 ngày rồi. Hôm nay vẫn chưa ra khơi các bạn. Những ngày gần đây thì mình thấy khá là nhiều ghe của Ninh Thuận siêu khủng các bạn. Kể cả ghe lưới và ghe cào cũng khá là khủng. Thường những năm trước thì mình thấy ghe cào hoặc là ghe lưới của Ninh Thuận thì kích thước khá là khiêm tốn. Tuy nhiên những ngày đầu năm 2022 thì mình thấy khá là nhiều ghe Ninh Thuận siêu khủng các bạn. Mùa này thì ghe Quảng Ngãi Tà Đạo Phú Quý cũng khá là ít. Chủ yếu là tập trung ghe của Kiên Giang và ghe lưới của Bình Định và một số ghe trong tỉnh Bình Thuận Tà Đạo Phú Quý các bạn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình không thấy đàn ghi lưới lưới đèn của Bình Định vào trú gió các bạn. Có lẽ lúc này thì đàn ghi lưới đèn của Bình Định đang có đánh bắt tại vùng biển khác các bạn. Có thể sẽ là các vùng ở dưới như là vùng Côn Sơn. Khi thời tiết có gió sẽ vào đảo Côn Sơn để mà trú gió cũng khá là an toàn luôn. Thì theo như dự báo thì ngày mai thời tiết biển sẽ êm lại. Khả năng là những chiếc ghi cào của Vũng Tàu sẽ bắt đầu ra khơi. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày mới thành công và thật là nhiều sức khỏe.